Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam xuất hiện siêu vi khuẩn kháng tất cả kháng sinh. Hưng Yên hoàn thành 98% tiến độ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở. Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình gia hạn hơn 4 tỷ đồng vay vốn cho hộ chăn nuôi. Bắc Ninh tăng cường quản lý các quán ăn, điểm kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho dịch vụ du lịch. Tình trạng thả rông gia súc gây mất an toàn giao thông tại các điểm du lịch ở tỉnh Ninh Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo kế hoạch, chỉ còn hơn 3 ngày nữa, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ kết thúc. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập thông tin. Đến 12 giờ trưa ngày 22 tháng 4, toàn tỉnh đã hoàn thành phỏng vấn trên 370.000 hộ dân, đạt gần 98% tiến độ cuộc tổng điều tra. Trong đó, huyện Văn Lâm và thành phố Hưng Yên có tiến độ điều tra dân số và nhà ở nhanh nhất tỉnh, đạt tỷ lệ trên 99%. Các huyện Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ, Yên Mỹ, Mỹ Hào đều đạt trên 97%. Có được kết quả này là do các địa phương đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, lên các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc tổng điều tra. Đội ngũ điều tra viên nắm rõ kiến thức về vai trò, nhiệm vụ cũng như những quy định về nghiệp vụ điều tra, quy định về phỏng vấn và ghi phiếu, sử dụng thành thạo phần mềm CAPI trên máy tính bảng và thiết bị điện thoại thông minh để thu thập thông tin, số liệu. Hiện các địa phương đang nỗ lực tập trung lực lượng tiến hành gặp gỡ, phỏng vấn các hộ dân trên địa bàn, phấn đấu đảm bảo hoàn thành kế hoạch trước ngày 25 tháng 4 tới. Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt gần 3.600 tỷ đồng, với nhiều sắc thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt gần 2.500 tỷ đồng, thu từ hải quan đạt gần 1.100 tỷ đồng. Với kết quả này, thu thuế hải quan tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Đối với các sắc thuế từ thu nội địa, nhiều sắc thu đạt cao so với cùng kỳ năm trước, như thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 200%, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 101,7%, thuế tiêu thụ đặc biệt 248%. Ngoài ra các khoản thu khác như thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đều đạt trên 100% so với cùng kỳ năm trước. Những doanh nghiệp có đóng góp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nhiều, tiêu biểu như công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Aroma, công ty ống thép Hòa Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam. Năm 2019, tỉnh Hưng Yên phấn đấu thu ngân sách đạt gần 13.000 tỷ đồng. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã gia hạn cho hơn 100 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Tính đến ngày 17 tháng 4, huyện Thái Thụy đã có 44 xã thị trấn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi với hàng trăm hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. Để gỡ khó cho người chăn nuôi, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp với các địa phương, hội đoàn thể ra soát tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn bị ảnh hưởng do dịch tả lợn châu Phi để gia hạn thời hạn trả nợ, tái cấp vốn, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Tùy theo thời hạn vay vốn, người chăn nuôi có thể được gia hạn từ 6 đến 12 tháng. Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hải Dương vừa nghiệm thu đề tài nâng cao chất lượng thịt và hiệu quả sản xuất của các cơ sở chăn nuôi lợn bằng việc tự phối trộn nguồn nguyên liệu thức ăn sẵn có. Đề tài do Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện trong 2 năm 2017-2018. Khảo sát tình hình chăn nuôi và sử dụng thức ăn ở 100 cơ sở chăn nuôi lợn tại huyện Cẩm Giàng, Ban chủ nhiệm đề tài đã chọn ra 3 cơ sở chăn nuôi có đủ điều kiện để áp dụng mô hình thử nghiệm 3 công thức pha trộn thức ăn cho 3 loại lợn từ cai sữa đến 30 kg, từ 30 kg đến 60 kg và từ 60 kg đến khi xuất bán. Kết quả sau khi sử dụng công thức thức ăn tự phối trộn gồm cám gạo tẻ, cám mạch, ngô nghiền, bột cá, khô đậu tương kết hợp với premix khoáng vitamin, natri clorua, men tiêu hóa, L-lysine, DL-methionine để nuôi các loại lợn trên đã cho hiệu quả kinh tế, giảm chi phí thức ăn, hạ giá thành sản phẩm, chất lượng thì tốt và sạch hơn loại lợn nuôi bằng thức ăn công nghiệp. Toàn tỉnh Nam Định hiện có 194 xã phường thị trấn thành lập hội sinh vật cảnh. Khoảng 800 chi hội sinh vật cảnh ở các thôn xóm làng nghề với trên 10.000 hội viên. Cùng với phát triển cây cảnh truyền thống, hội sinh vật cảnh các cấp đã chuyển đổi trồng các cây bóng mát, cây ăn quả, cây trang trí, bonsai trong các công trình xây dựng để đưa giá trị sản xuất sinh vật cảnh tăng cao.
các cấp hội sinh vật cảnh vận động hội viên phát huy sự sáng tạo, lựa chọn giống cây tạo dáng thế phù hợp với thị hiếu thị trường. Doanh thu bình quân mỗi năm từ bán hoa cây cảnh, đá cảnh, gỗ lũa, nghệ thuật trong tỉnh đạt 180 tỷ đồng. Tiêu biểu như huyện Hải Hậu với diện tích 500 ha đất trồng cây cảnh có tổng thu nhập 150 tỷ đồng, huyện Nam Trực doanh thu khoảng 50 tỷ đồng, huyện Trực Ninh có tổng doanh thu trên 4 tỷ 400 triệu đồng, thành phố Nam Định có tổng doanh thu khoảng 4 tỷ đồng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Việt Nam đã xuất hiện vi khuẩn kháng toàn bộ kháng sinh, kể cả loại mạnh nhất, bệnh nhân chỉ còn cách để cơ thể tự chống đỡ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, trong khi nhiều quốc gia phát triển đang còn sử dụng kháng sinh thế hệ 1 có hiệu quả, thì Việt Nam đã phải sử dụng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4. Tại Bệnh viện Bạch Mai, đã có rất nhiều bệnh nhân bị đa kháng thuốc, kháng mở rộng và toàn kháng. Với trường hợp toàn kháng, khi đó bác sĩ cũng bất lực, chỉ có thể giúp bệnh nhân truyền dịch, nâng cao thể trạng, tăng cường dinh dưỡng để cơ thể tự chống đỡ với vi khuẩn. Tại tỉnh ta, tình trạng kháng kháng sinh thường gặp tại trẻ nhỏ. Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi tỉnh có hơn 30% trẻ tái nhập viện trong tình trạng bị kháng kháng sinh, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị. Theo các bác sĩ, để hạn chế tình trạng kháng kháng sinh, ngoài nỗ lực từ bệnh viện, từ nhân viên y tế, bản thân cộng đồng, người dân cũng phải có trách nhiệm, đặc biệt cần hạn chế việc mua kháng sinh không có đơn, không sử dụng kháng sinh theo kiểu truyền miệng. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và khám chữa bệnh, năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý cơ sở tại các trạm y tế, thị trấn. Qua hơn 3 năm thực hiện đã cho thấy nhiều tiện ích. Năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Yên Mô đã chủ động phối hợp với VNPT Ninh Bình triển khai thí điểm phần mềm quản lý y tế tại 17 xã thị trấn gồm 7 mô đun chính: khám bệnh, dân số, chăm sóc sức khỏe, dược, an toàn thực phẩm, báo cáo các chương trình và các báo cáo thông thường khác. Sử dụng phần mềm này giúp quản lý hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, đảm bảo nhanh, chính xác, từ đó giảm chi phí và nhân lực, đồng thời chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, thống kê chi phí khám chữa bệnh, thanh quyết toán bảo hiểm y tế và tình hình chuyển tuyến được thuận lợi, hạn chế tối đa sai sót. Bên cạnh đó còn giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế nhanh, mọi thông tin đều công khai minh bạch, tạo lòng tin để bệnh nhân gắn bó với trạm y tế, giảm tỷ lệ vượt tuyến. Hiện nay các thiết bị điện tử như điện thoại di động, iPad, máy tính xách tay gần như trở thành vật bất ly thân đối với nhiều thanh thiếu niên. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử quá nhiều sẽ làm cho trẻ bị ảnh hưởng tới mắt và khả năng tập trung trong học tập. Bên cạnh đó, việc lạm dụng các thiết bị điện tử còn có nguy cơ đẩy nhanh quá trình thoái hóa khớp, nhất là các khớp ở ngón tay, cổ tay. Với tư thế cúi đầu hàng giờ có thể gây tổn thương cho đốt sống cổ và cơ lưng, đặc biệt tư thế cầm, giữ điện thoại lúc nằm còn ảnh hưởng tới cơ vai, khớp vai. Nhất là các ngón tay sẽ bị ảnh hưởng nếu trẻ dùng quá nhiều thiết bị thông minh, từ đó làm giảm hiệu suất học tập của trẻ, giảm khả năng viết của trẻ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng từ năm 2017. Nội dung thông tư có một số quy định được sửa đổi liên quan tới đối tượng tuyển sinh cao đẳng. Cụ thể, đầu vào của tuyển sinh trình độ cao đẳng không chỉ là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, mà còn là người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc đã học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nếu có nguyện vọng thì có thể học liên thông lên trình độ cao đẳng. Nhưng diện thí sinh này phải học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp. Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tổ chức liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách năm 2019 với chủ đề Theo bước chân những anh hùng. 4 đội thi được đặt theo tên của các anh hùng liệt sĩ gồm Võ Thị Sáu, Kim Đồng, Vừa A Dính và Nguyễn Văn Trỗi đã trải qua các phần thi giới thiệu đội hình và giới thiệu sách. Nét độc đáo của liên hoan là không tổ chức riêng phần thi năng khiếu mà các đội phải lồng phần thi này trong phần giới thiệu sách. Sau những tiểu phẩm hài vui nhộn trong phần thi giới thiệu đội hình, các đội bước vào phần thi giới thiệu sách.
Ở phần thi này, các em học sinh đã thể hiện tài năng, kiến thức và sự hiểu biết của mình thông qua những cuốn sách, câu chuyện ca ngợi Bác Hồ kính yêu, gương người tốt, việc tốt, tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên trong cuộc sống, gương sáng đời thường trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Do có sự chuẩn bị công phu cả về nội dung và hình thức, các đội thi đều bám sát chủ đề liên hoan, gây được sự chú ý và giành được tình cảm yêu mến của thầy cô bạn bè. Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách năm 2019 trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện là cầu nối giữa kho sách và bạn đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc, kể chuyện theo sách trong trường học, là sân chơi giúp các em học sinh được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm đọc sách để phục vụ hiệu quả cho quá trình học tập. Thực hiện bếp ăn bán trú từ năm 2005, các trường mầm non tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã và đang tích cực nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú nhằm giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Tại bậc giáo dục mầm non, toàn huyện có trên 7.000 trẻ, trong đó tỷ lệ ăn bán trú chiếm trên 70%. Hiện nay có 20 trên 21 trường tổ chức bếp ăn bán trú. Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà bếp thường xuyên được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ sở vật chất của các nhà bếp sạch sẽ khang trang, áp dụng theo quy trình bếp ăn một chiều. Thực phẩm chế biến đảm bảo tươi ngon, sạch sẽ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các trường đều xây dựng khẩu phần ăn hàng ngày, hàng tuần, theo mùa phù hợp yêu cầu phát triển thể chất của trẻ. Thực hiện lưu mẫu thức ăn cho trẻ hàng ngày. Các lớp nghiêm túc thực hiện đúng quy trình tổ chức giờ ăn cho trẻ. Nhờ đó, nhiều năm qua, các trường mầm non trên địa bàn huyện chưa để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Tỷ lệ trẻ phát triển tốt đạt 98%. Điển hình là trường mầm non Hạ Lễ, Tân Phúc, Đặng Lễ, Xuân Trúc. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hình thành ngày một nhiều, nhưng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của người tiêu dùng. Đa số vẫn mua sắm tại các chợ, điểm kinh doanh nhỏ lẻ, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương phải quyết liệt vào cuộc, có giải pháp xử lý triệt để vấn đề này. Đây là hội chợ thương mại ẩm thực Từ Sơn 2019. Hàng hóa rất đa dạng, phong phú, trong đó đồ ẩm thực chiếm số lượng khá lớn. Song điều đáng nói là rất nhiều mặt hàng đóng gói nhưng không có tem nhãn bao bì thông tin về nguồn gốc thành phần hạn sử dụng hay một sự đảm bảo nào về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì cái này từ trước giờ đi bán thì là cũng chỉ cần mỗi cái giấy tờ mình thông đường thôi. Đấy mấy cái giấy kiểm chứng kiểm nhượng ra đây thì còn các đóng gói này là nó nguyên thùng như thế này mang về đầu mình bán lẻ thì mình mới đóng ra từng cân, mỗi một cân này, này. Mỗi một túi này là một cân này hoặc 5 lạng như này này. Những cái mặt hàng mà như kiểu sống ấy thì mình ăn chín uống sôi thôi, nhà em thì lúc nào cũng thế. Còn những mặt hàng này đồ khô thì em nghĩ là chắc là người ta cũng phải làm sạch sẽ rồi ấy. Người ta ép biết rồi nó cẩn thận rồi thì mình ăn mình cũng trải qua ăn nhiều rồi nhưng mình không thấy làm sao nên là cứ ăn thôi anh ạ. Thực tế hiện nay phần lớn người tiêu dùng sử dụng thực phẩm tại các điểm kinh doanh nhỏ lẻ, chợ dân sinh, quán ăn đường phố, số lượng các điểm bán hộ kinh doanh trên toàn tỉnh là rất lớn, trong khi việc kiểm soát về an toàn thực phẩm đối với những trường hợp này rất khó khăn. Do vậy, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay và thời gian tiếp theo, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ban ngành đơn vị địa phương cần vào cuộc tích cực và quyết liệt hơn. Trong năm 2019, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm tỉnh sẽ phối hợp với các ngành tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh tiểu đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh và triển khai thí điểm mô hình quản lý an toàn thực phẩm thức ăn đường phố. Trong đó sẽ quy định rất rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, các đường phố trên địa bàn toàn tỉnh. Theo phân cấp quản lý, các trường hợp kinh doanh nhỏ lẻ như vậy thuộc thẩm quyền của các xã, phường, thị trấn, song vướng mắc một phần là lực lượng mỏng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở về lĩnh vực này còn hạn chế. Bên cạnh đó là những ràng buộc từ quan hệ dòng tộc, xóm giềng nên việc xử lý bị hạn chế. Đó là vấn đề mà các ngành địa phương cần quan tâm, có hướng tháo gỡ kịp thời. Hiện nay trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án về du lịch dịch vụ, đặc biệt là khu du lịch Tam Trúc 3 sao, nên nhu cầu về nguồn nhân lực là rất lớn. Chính vì vậy, thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã rất quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn, cũng như nhu cầu việc làm cho lao động tại địa phương. Hiện nay, huyện đã đào tạo được 2 lớp về hướng dẫn viên du lịch, 2 lớp chèo thuyền, 4 lớp về nấu ăn cho người lao động tại địa phương.
Nhiều lao động sau khi được đào tạo đã được các doanh nghiệp trên địa bàn tuyển dụng và làm việc, qua đó đã góp phần hỗ trợ, cung ứng nguồn nhân lực cho phát triển khu du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho lao động phục vụ lĩnh vực du lịch, dịch vụ hiện vẫn còn một số khó khăn. Đặc biệt, tỷ lệ lao động qua đào tạo về chuyên ngành du lịch, dịch vụ vẫn còn thấp so với tổng số lao động phục vụ trong ngành du lịch. Số lao động có chuyên môn nghiệp vụ tay nghề ít, một số nghề lao động đào tạo xong thì chưa có việc làm, nhiều lĩnh vực đào tạo không có trong danh mục nghề, khó khăn về kinh phí đào tạo, một số nghề đòi hỏi chuyên môn cao. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập trong những năm tới, vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn phục vụ dự án du lịch, dịch vụ và công nghiệp trên địa bàn huyện cần được quan tâm, đầu tư phù hợp. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết đặt ra nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cho nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh nói chung, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân địa phương nói riêng. Thì chúng tôi xác định nhiệm vụ đào tạo năm 2019 này cần phải đào tạo khoảng 1.500 lao động để phục vụ cho khu du lịch Tam Trúc Ba Sao và các cái phát triển kinh tế của địa phương. Thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và dự kiến thì trong tháng tới chúng tôi sẽ tổ chức 10 lớp để đào tạo nghề theo cái chương trình quỹ khuyến công của huyện. Và khi được tỉnh cấp các cái kinh phí liên quan đến mục tiêu thì huyện sẽ tiếp tục tổ chức các cái lớp đào tạo nghề theo chương trình mục tiêu quốc gia và hướng đến cái việc trọng điểm là bồi dưỡng đào tạo và nâng cao khả năng lao động cho người có đất bị thu hồi cũng như các cái đối tượng lao động trong độ tuổi, và từ đó sẽ góp phần đưa cái khu du lịch Tam Trúc Ba Sao đi vào hoạt động có hiệu quả hơn, nâng cao đời sống của người dân. Nguồn nhân lực được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển du lịch dịch vụ. Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch dịch vụ cần phải được quan tâm, chú trọng hơn nữa, không chỉ từ phía địa phương mà còn cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, đơn vị liên quan. Qua đó không chỉ góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động địa phương mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch dịch vụ trong thời gian tới. Ninh Bình đang bước vào thời gian cao điểm của mùa lễ hội với nhiều sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, trên các tuyến đường dẫn vào các khu điểm du lịch, tình trạng thả rông gia súc gây nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trên tuyến đường dẫn vào khu du lịch sinh thái Tràng An và chùa Bái Đính, không khó để bắt gặp hình ảnh như thế này. Do ở dọc tuyến đường dẫn vào khu du lịch, số lượng cây cỏ nhiều nên người dân thường xuyên đưa gia súc tới để chăn thả. Theo quan sát của phóng viên, do đang trong mùa lễ hội, lưu lượng ô tô xe máy đi lại rất đông. Việc gia súc di chuyển ngang đường như thế này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới người tham gia giao thông. Chăn đây được cái là nó rộng rãi cũng chăn, hơn nữa là nó nhiều cỏ. Năm nay nó mưa gió nhiều cho nên nó cũng nhiều cỏ, nó không có heo may lắm cho nên cỏ nó không chết. Cho nên sẵn cỏ ăn. Nói chung là nó chỉ ăn trên cái rạch cỏ kia với hai bên mé đường thôi chứ còn nó không ra đường. Khoản 2, điều 34 và điều 35 Luật Giao thông đường bộ năm 2018 quy định không được thả rông súc vật trên đường bộ. Trường hợp người dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường. Trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn, không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới. Còn đối với những trường hợp vật nuôi, súc vật thả rông gây tai nạn, khoản 2, điều 10, Nghị định 46/2016 của Chính phủ nêu rõ, người điều khiển dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới, để súc vật đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông, sẽ bị phạt tiền từ 60 đến 80 ngàn đồng. Ngoài ra, việc người dân thả rông gia súc còn gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảm nhận của khách du lịch. Sáng nay thì tôi có từ Hà Nội xuống dưới khu vực Tràng An này để tham quan du lịch ạ. Thì tôi có gặp một cái đàn dê rất là đông dê, nó đi qua đường này thì tôi và bạn tôi cũng phải dừng lại để nhường cho nó đi trước, tại vì là cũng khá là nguy hiểm khi mà nó cứ đi qua, mình cũng không biết thế nào để mà tránh ạ. Tôi thấy cái việc chăn thả dê tự do như này thì nó không nên, tại vì là thứ nhất là nó sẽ là gây nguy hiểm, khách du lịch người ta sẽ nhìn vào, người ta sẽ thấy là mình đã chưa có kế hoạch hoặc là ví dụ như chăn nuôi chưa hợp lý chẳng hạn.
Để hạn chế tình trạng trâu bò thả rông mất vệ sinh môi trường, gây ảnh hưởng đến vẻ đẹp của du lịch, chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, người chăn nuôi cần có ý thức hơn nữa trong việc quản lý vật nuôi, không chăn thả trâu bò, dê trên đường giao thông để bảo đảm an toàn cho đàn gia súc và chính bản thân người chăn nuôi. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.